ពួកគេបោះបោប្រឆាំងនឹងយើងរហូតដល់សពថ្ងៃដោយដូនតារបស់ពួកគេដែរពួកគេជាកូនក្បាលរឹងនិងមានចិត្តរឹងចេះ
tiệt phong. Dương chất nét ai tờ rộng phụ kỳ, hai tờ ni dây thả, ni chi pra mân tư rộng phụ kỳ cha. Tụ bây phụ kỳ sạp, rư mân sạp cả đầy, bật phụ kỳ chi bụt nhẹ bạc bao, phụ kỳ nâng đăng thả. Miêm chi kỳ rây mưu rụp, thật nâng nông châm nam phụ kỳ. Rí ai nẹ vinh côn mân ươi, cùng khai phụ kỳ lòi, hai co cùng khai bịa đầy phụ kỳ pra kai to vã nâng nẹ đài. Bật phụ nụ, priếp đôi chi bằng la, nâng ăn chành. អ្នកនឹងអង្គុយជាមួយមនុស្សដែលមានចិត្តដូចខ្ញាដំរីកុំខ្លាចពីរបស់ពួកគេហើយក៏កុំញ័ររន្ធត់ដោយឃើញទឹកមុខរបស់ពួកគេឡើយបិទពួកគេជាពុជអ្នកបះបោទោះបីពួកគេស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់ក្តីបិទពួកគេជាមនុស្សបះបោអ្នកត្រូវតែនាំពាក្យយើងទៅប្រាប់ពួកគេកូនមនុស្សអើយចូលស្ដាប់សេចក្តីដែលយើងប្រាប់កុំមានចិត្តរឹងរូសដោយពុជបះបោនេះឡើយចូលហាមាត់ហើយបរិភពអាហារដែលយើងនឹងឲ្យអ្នកនៅពេលនេះ ពេលនោះខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅឃើញដៃមួយកាន់ក្រាំងហុចមកឲ្យខ្ញុំដៃនោះបើកក្រាំងនៅចំពោះមុខខ្ញុំក្រាំងនោះមានសសរទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅដៃក៏ត្រាសុទ្ធតែពាក្យសំណោពាក្យទំនួញនិងពាក្យត្អូនត្អែអេសគីចំពោះ3ខមួយដល់ខ15ប្រោមានប្រាប់បន្ទូមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលបរិភពក្រាំងដែលយើងឲ្យនេះរួចទៅព្រៀមបដើពុយពងអ៊ីស្រាអែលចុះ ខ្ញុំក៏ហាមមាត់ហើយព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំទទួលទានក្រាំងនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលបរិភោគក្រាំងដែលយើងប្រគល់ឲ្យយ៉ាងឆ្អែតចុះខ្ញុំក៏ទទួលទានក្រាំងនោះដែលមានរសជាតិផ្អែមដោយទឹកឃ្មុំនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលទៅរកពុយពងអ៊ីស្រាអែលហើយថ្លែងពាក្យរបស់យើងប្រាប់គេចុះយើងចាត់អ្នកឲ្យទៅរកពុយពងអ៊ីស្រាអែលគឺ
ទូបង្គំសឡាញ់ព្រះអវាទរបស់ព្រះអង្គសូមប្រទានឲ្យទូបង្គំមានជីវិតឡើងវិញ
đòi Prahartei Meta Karana rô bọc pra ọng. Cô lạc nây Prahmantu rô bọc pra ọng, chia sức đầy bật, hai vị nây tiền phân mát đại pra ọng xâm rách, đòi sở chật nơi sát thê rô hô tò tử. Số phía sát châm phụ mô phây pram pol, khó pram buôn nâng khó đọc. Prahm kra ôp, nâng tức ốp rô mênh thuốc ai chất rì rì. Rì ai dọc bol, rô bọc mất xâm lãnh đòi sát bột, rừng rớt tay pra xa lươn nít tờ tiệt. Cùng bọc bọng mất rô bọc nẹ, rư mất rô bọc ập bục nẹ chào lòi. Nơi thay miên át xón, cùng rút được phân bọc ôn bọc ca rô bọc nẹ ai sọ. Mất nẹ chất kháng, đại sát sàl, pra xa chiêng bọc ôn bọc ca tại nơi chai tờ tiệt. Hebrew chung phụ pram buôn, khó bọc pram nó khó mập hay pram bầy. Hẹn ní, pra ông chì spiên nơi sơ bọc mẹ trầy mùi thầm mầy, nằm bầy ai ọ nẹ đại pra châm cha tra hào. Tờ tù mở đọc đòi sát thê ọc ca lạch nịch. Tạm bệnh bằng tù xô này nha. Rưu bệnh kỳ bàn xoay tìm một cột. Đạm bầy lưu mưu lúc ở rùi phật bí tổ. Đại kỳ bàn bệnh bệnh lâm mơ. Kà nực khrom xâm phòng mệt trầy tì mùi. Thông mà đá, kỳ ai chạy kỳ mở đọc. Tạm bị bằng đàm bàn. Lưu tra tay miên dịch lệ bằng chạy thả. Nẹ đại bàn chạy bị bằng đàm nú. Slap thờ hỏi. Rưu bị bằng đàm ai chỗ chứ cả bàn. Tại nơi bê ná. Tại mì chạy bằng đàm nú slap bằng nọ. Ba mì chạy bằng đàm nơ rú. Kỳ bầm ai ăn ở vót tam bị bằng đàm. Nụ ba lòi. Hãy ní, xông bay tay xông bò mê trái bì môn. Có chấp đàm dỗ chứ ca bán to tay miên ca bằng hồ chìm. Bên lộ mô xê bật cá bật bằng chìa tiếng ọ. Sọp tam kết bên này. Ai bệnh chân tìm môn sạp rụt hỏi. Lộ dỗ rộm chìm đã cho lộ bò cơ hòm. Nâng sạc khí sốp mộc. Cho lộ chìm côn cổ. Chìm bò bè chú môn. Nâng tức bò lơ cầm bì. Bòm tiền lơ bệnh chân tìm môn. Lộ miên bà sát thả. Nữ chìa lộ hật nơi xông bò mê trái. Đại bệnh chìm chạc bạn bằng cốp ở nẻ rộng ní càng tạm. Bằng tốt mốc, lô có bạn bỏ chìm, nô lơ bệnh bằng lìa, nâng lơ bỏ đạp bỏ đà tiếng ọ. Đại pra xâm rạp cổ rút bòm rào bệnh chìm chạc đại. Tạm kết bệnh ấy, à vầy vầy stơ tay tiếng ọ bạn bỏ rút ở xa chìm. Bỏ xôn bạc kìm ca bằng hồ chìm tế, có kìm ca lước linh tốt đại. À vầy vầy đại kron tay chìa tầm nàng. Tạm kìm rưu nơi xàm rộng sọc, bạn bỏ rút, bói bị thi thường ni thường hỏi. Trong nóng ba cùng rụp tổ đại sát nơi sát rộng sọc nụ huynh. Trời tay miên chánh bố trí đọc ra xa chiến ní, tờ tiết tự bàn bò rộ sọt. Bà kri, phong bàn chiến chốc nông tì xa kara song lang, đại sát đại mà nụ, đại kron tay chữ đồng nàng nơi tì xa kara, đọc bất bà cót nụ lại. Cứ bà ông bàn chiến tờ chô nông sát rộng sọc, tay mà đòn. Ai lời ní, bà ông sát nơi châm phù bà phẹo bà châm chá, nạ bày chi bà giói đòi dưỡng. Bà kri, phong bàn bố trí bà chân bà ông tổ, trên đoàn, đội lộ mô hạ bố chú trà, đại tay tay dự chiêm sát châu tức nông tiên sạ ká rạ. Chỉ riêng rõ chân nằm nụ lòi, bà bà ông bố chìa bà chân trên đoàn, bà ông mũ chìa trâu rung tục lông bạ, trên lợi trên xà, tăng phi cầm nát phí phốp lộng mộ, tăng phất. Nơi kri trong cõi nỉ, bà ông bàn dìa mộ tay mà đoàn cực, nạp bầy lúc bóng bắt, bà đòi bà ông bàn bố chìa bà chân. Mà nụ lộ tiếng ô trời sát tay mùi đoàn, rồi trâu bà chân mì chá vì rình chai tốt giang nà. Bà kri, có bàn thoại bà chân rô bà bà ông tay mùi đoàn, thưa chì chanh bà chìa, nằm bày đọc bạp chanh bì mà nụ tiếng ọ giang nụ đài. Bà ông nên dìm mọ bà đoàn tiết, tài lực ní, khmiên tệ tiêm ở vầy nâng bạp tỷ. Cứ bà ông dìm mọc xung cừu, ọ nét đai tân tân rung trăm bà ông. Hê bà châm bụt đọc, khó mùi đã khó đọc. Kết bên ấy, cơ rôn tay chìa sở màu, nơi xâm bát nơi lô khá mục bà nọ. Cứ mần mèn thưa ai mà nụ dương khinh xâm bát tên nụ. Bà chạy cho bà tỷ. Hẹn ní. Cứ rớt bên đây, bông ai thu ai ở nẹ đã cho một thoai sạc rạc bố chìa. Bàn cổ rụp lẹc nạ lòi. Tụ bây kì thoai danh bố chìa. Bọc đá đá đá. Chỉ riêng rõ cho nắm, mình chạy chóc, mình chạy hỏi có đòi. Rõ xôn bà phụ nẹ đã cổ rụp bông rào bệnh cho mẹ chá. Tạm bởi biệp nỉ. Bàn bò rõ xôn mặt đón. Chia xâm rạch hai nụ. Kì mụ chìa đừng khuôn thả. Miên chóc bà tiệt tỉ. Hỏi kì có lên một thoai danh bố chìa tiệt đài. Có vấn tái. Đại ca thoai danh bố chi tên nụ. Chỉ riêng rõ chân nằm. Kế tay tay nằm kìa rùm lắc bì ông bự bạp. Rồi chìm cổ bá. Nâng chìm rõ bộ bè chú mô. Bông ai đó bạp bà lòi. Hạ ní. Nơi bê đại bà kri dương chô một nông bì phục lộp. Bà ông miền bà mân tu tư can bà chìm chà thả. Bà ông mân chọn bàn danh bố chi. Rước đông vai ở vầy tỷ. Tại bà ông bàn phù rũ cài mùi ở tu bông cung. Bà ông mân sọ bà hà tây. Nâng đông vai đột. Rư danh bố chìa xông ở rực bị bạp lòi. Đó chứ nế, tôi bông cung bồ thả. Bọc bật bệnh cho mẹ chá. Ai lời ní tôi bông cung xô mộc. Thưa tam bệnh hà ra tây rồi bọc bệnh ổng.
ស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកពីទូបង្គំនៅក្នុងគម្ពីរជាបឋមព្រះគ្រីមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចង់បានហើយព្រះអង្គក៏មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងចាញ់បូជាដងវាយផ្សេងៗដងវាយដុតទាំងមូលឬចាញ់បូជារំដោះបានដែលគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមក្រឹត្យវិន័យដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះទូបង្គំសូមមកធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គបានលុបបំបាត់របៀបគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពីមុនចោ
hay jok robiep thmey mok tang chnuh vinh pra yesu krist phai prakai robop pra ong mdaong chea samraich tam pra haratey pra chmechah hat ni hay ban chea pra ong pro jeung oy ban visot